Chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cả nhà mình dán bộ tì hay còn gọi là bộ thổ túc châm. Bộ tì thì lấy kinh tì làm chủ kinh. Ngoài ra thì còn có các kinh phụ như là kinh can, kinh thần, đờm, vị, bàng quang. Chuyên chủ trì các bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa như là chán ăn, ăn uống không tiêu, người gầy yếu, ăn không ăn được mà lại không béo, xá tử cung, xá trực tràng, trĩ và thoát vị bệnh. Bây giờ chúng ta cùng chuẩn bị miếng dán xà lông bạt nhé. Miếng dán xà lông bạt cắt nhỏ ra như thế này và bắt đầu dán nào. Huyệt đầu tiên của đường kinh tỳ chính là huyệt số 1 của kinh tỳ, đó là huyệt ẩn bạch ở góc móng phía ngoài của ngón chân cái này. Góc móng phía ngoài của ngón chân cái. Huyệt tiếp theo là huyệt số 2 của đường kinh tỳ là huyệt đại đô, lõm phía trước cái khớp của khớp cái bàn của ngón chân cái là đây. Đấy, cái chỗ này cái có cái chỗ lõm đấy. Đó là huyệt đại đô. Huyệt thứ ba của đường kinh tỳ là huyệt thái bạch. Sau cái phía sau khớp của cái bàn ngón chân cái này này có một cái chỗ lõm. Đây là cái vùng tiếp giáp ranh giới giữa cái vùng da sáng màu và da đậm màu đây, ngay góc này, ngay cái sau khớp này. Đây chính là huyệt thái bạch. Huyệt tiếp theo là huyệt thủ phủn của đường kinh tỳ là huyệt thương khâu. Dừng cái bàn chân lên. Huyệt thương khâu đây, ngay phía dưới mắt cá chân có một cái chỗ lõm đây, mắt cá trống nhé. Có một cái chỗ lõm đây. Đây chính là huyệt thương khâu. Huyệt tiếp theo là huyệt âm lăng tuyền. Chúng ta xác định này, cái chỗ lõm mà tạo bởi cái thân xương chay và đầu trên của xương chay, đầu trên của xương chay là đây. Đó, ngay kéo xuống đây là có một cái chỗ lõm đây. Thì đây chính là huyệt âm lăng tuyền. Đây, ngay đây có cái chỗ lõm đây. Ấn vào nó đau đau buột buột, chính là huyệt âm lăng tuyền. Huyệt tiếp theo là huyệt số 5 của đường kinh bàng quang, tên gọi là huyệt côn lôn. Bây giờ mình xác định vị trí này. Từ cái đỉnh mắt cá ngoài ấy, mà đó thẳng ra giữa mắt cá ngoài và gân gọt. Đây, gân gọt ở đây đúng không ạ? Từ cái đỉnh mắt cá ngoài này đó ra gân gọt và nó nằm ở ngay chính giữa này. Thì đây chính là huyệt côn lôn hay còn gọi là huyệt số 5 của đường kinh bàng quang. Đấy ạ. Rồi huyệt tiếp theo là huyệt số 4 của đường kinh thần, tên gọi là huyệt phục lưu. Huyệt phục lưu thì ở đâu? Huyệt phục lưu thì bây giờ từ huyệt thái khế đó thẳng lên hai thốn, mà huyệt thái khế là nằm chính giữa của đỉnh mắt cá trống với gân gọt là thái khế. Bây giờ từ huyệt thái khế đó thẳng lên hai thốn là huyệt phục lưu. Các bạn nhớ hai thốn là bằng bề ngang của ngón tay cái của người bệnh nhé. Đây chính là huyệt phục lưu. Huyệt tiếp theo là huyệt số 3 của đường kinh đờm, tên của huyệt gọi là túc lâm khớp. Đây, bây giờ mình kẻ một cái đường thẳng này từ ngón thứ tư và ngón thứ năm kéo lên. Đường thẳng từ ngón thứ tư ngón thứ năm kéo lên thì nó gặp cái gân ngón út. Đây, có cái ngón út trên này tạo thành cái gân. Đây, cái gân ngón út nó nổi đây. Thì cái đường thẳng kéo từ ngón thứ tư ngón thứ năm lên và gặp cái gân ngón út ở đâu này? Đó, và cái đường thẳng kéo lên đây gặp cái đường gân của ngón út ở đâu thì huyệt túc lâm khớp ở đó. Huyệt tiếp theo là huyệt số 2 của đường kinh can, tên gọi là huyệt hành gián. Huyệt hành gián thì ở đâu? Đây, tức là ngón cái và ngón chân giữa đấy, đó lên là 0,5 thốn. Thì ngay đây, đây là chính là huyệt hành gián, đó lên 0,5 thốn nhé, chính là huyệt hành gián. Huyệt tiếp theo là huyệt số 1 của đường kinh vị, gọi là huyệt lê đoài. Huyệt lê đoài thì nằm ở ngay góc móng của ngón chân giữa, tức là ngón thứ hai đấy, góc móng phía trong của ngón thứ hai, đó chính là huyệt lê đoài, huyệt số hạ số 1 của đường kinh vị. Huyệt tiếp theo là huyệt số 6 của đường kinh đờm, tên gọi là huyệt dương lăng tuyền. Mình xác định như thế nào?
bờ xương phía ngoài của chân nhá, đây là bờ xương phía ngoài của chân. Tìm cái chỗ lõm giữa hai xương cẳng chân. Đây. Hai xương cẳng chân đây. Có một cái chỗ lõm đây. Thì huyệt dương lăng tuyền nó nằm ở ngay đây. Đây chính là huyệt dương lăng tuyền. Như vậy là chúng ta đã dán xong bộ tỳ. Đây ạ. Bộ tỳ thì điều trị rất tốt các cái bệnh về đường tiêu hóa. Tỳ bên Tây y còn gọi là lách. Hỗ trợ rất tốt cho những người có vấn đề về tiêu hóa. Chúc cả nhà mình dán huyệt thành công nhé.